Tiếng Phật niệm lên mười phương thế giới nghe rền như chuông, mà ai mà tinh tấn niệm luôn thì xem cực lạc tròn vuông nở phình đó. Cho nên nó niệm Phật có mất chi đâu, phước tăng nghiệp giảm, người khổ sầu tiêu tan. Mình niệm Phật phước mình tăng mà cái nghiệp mình giảm. Rồi vô đây chẳng những cô bác anh chị em mình niệm Phật mà còn đặt bàn còn cầu nguyện nữa, tu cầu thuận gió hòa mưa nữa, rồi an hòa nhân vật, vậy mà không phước thừa trời ban sao được. Cho nên mấy ông thần mà mấy ông gặp mấy ông Phật là ông nào ông nấy đó là xanh lỗ mũi trần, gặp một cái là ớn liền, phải không? Cho nên gặp toàn là ông Phật không hả? Mà thầy nói sao, thành tâm khẩn Phật với lại trời muốn khỏi hội này trẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương pháp, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Cho nên gặp sóng gió, gặp bão tố phong ba, gặp nghịch cảnh của cuộc đời, cô bác anh chị em mình cứ lặng tâm mà lo mình niệm Phật. Vì mình niệm Phật rồi đó, nó phát ra cái ánh sáng hào quang xung quanh mình đó, là tất cả có tất cả các chư thiên người ta ủng hộ. Niệm Phật còn có bốn thần linh nữa mà, phải không? Thường thường ủng hộ bên mình mẫu khang nữa đó. Cái đó mới là một điều chính xác. Mà bữa nay con thấy cô bác anh chị em mình đó, toàn là trước mắt con là những cái người lớn tuổi không à. Cho nên vừa qua chương trình nghi vấn rồi, bữa nay con trình bày cùng cô bác anh chị em mình với hai cái ý thôi. Một là bữa nay con trình bày về cái cách để cô bác chúng ta làm sao đó để lại cái đức độ và ủng hộ cho con cháu mai sau nó tu đâu đó tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn. Lời Thánh Hiền nói nha, dạy con đọc sách Thánh Hiền còn hơn để lại bạc tiền đầy gương. Mình dạy con mà nó đọc sách Thánh Hiền, nó có đạo đức, nó còn hơn để lại bạc tiền mà đầy gương nữa quý cô bác anh chị em mình. Cho nên lời xưa đó Đức Thánh Ngài bảo bốn câu hết sức là nghĩa tình: dạy con kiến thức trong đầu, cho con kiếm cách làm giàu mới hay, cho con tiền bạc đất đai con không biết giữ là trắng tay mấy hồi. Nếu mình để lại của cải tài sản mà không để lại cái đạo đức cho nó đó, dòng tạ thực sơn băng, nó ngọn chỗ nó ăn nó làm mà không có phước rồi đó, núi còn lỡ nữa cô bác anh kia, phải không? Còn ngày nay nếu con cháu mà nghe theo lời dạy của cha mẹ bậc Thánh Hiền, phước đại công tông sanh hiếu tử đức thành phu phụ là sức hiền tôn. Nhờ cái phước đức của ông bà cha mẹ đó mà con cháu nó làm ăn đâu đó được sung dày, ăn đâu đó được thạnh mậu. Nhờ cái công đức niệm Phật của cha mẹ mà con cháu nó làm đâu được đó, cái phước nó càng ngày càng lớn, cái đức nó càng ngày càng tăng, phải không? Như vậy đó mới để lại cho nó vững chắc được dài lâu. Chứ nếu mà để lại mà không để lại cái việc đạo đức cho nó, thiếu phước đức thì sao? Sắc gan cũng chảy, còn thiệt hiền lành bới cại cũng không trôi, phải không? Đó, hay là đức ti không thấy mà còn. Cho nên cha mẹ để là cái đức là ngàn đời vẫn còn với cô bác anh chị em. Đức ti không thấy mà còn, còn tài ti gần gỗ mà nó mòn, nó mòn như cưa, phải không? Vậy thì bây giờ đó, bữa nay đó con trình bày về năm cái cách rất là dễ để mình để lại cho con cháu mai sau nó gìn giữ của cải tài sản của ông bà cha mẹ. Cho nên đó đức thầy mới nói là nợ nần tiên tổ tạo gây nên thì con cháu ngày nay phải báo đền. Nếu mình để lại cái nợ nần, để lại cái nghiệp chướng, con cháu mình nó đau khổ sau này nó trách móc đời của tổ tiên ông bà cha mẹ. Còn đức thầy nói nó kiếp trước ông bà làm đức cả thì ngày nay con cháu ráng lỗ tu, phải không? Nhờ cái đức độ của tổ tiên ông bà cha mẹ mà ngày nay con cháu nó gái cùng cha già trẻ bước vào đường trí huệ để quy y gìn đạo pháp. Cho nên trên thì trai lành gái tính, dưới thì ghẻ thảo dâu hiền, chứ không có như bây giờ mà thầy nói á, nhưng ngạc nổi gặp đời hỗn độn, câu quân thần phụ tử rã rời, khuyên tu hầm thì hao sức tổn hơi, chẳng hề mở miệng ra than trách. Hay là phàm trần như chỉ rối cuồng mà còn say đắm theo tuồng lẳng lơ, lời lành thì mắt lấp tai ngơ, đua theo vật chất hững hờ đàn tiên, hố sâu tình dục thì lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiêng, khiêng cái quan tài luôn, phải không? Vậy thì bây giờ xin thưa cùng với toàn thể quý cô bác anh chị em mình, bữa nay đó con trình bày đó năm cái cách dễ dàng để cô bác chúng ta làm sao đó là để lại cho con cháu mai sau nó được hưởng dài lâu, hiển dinh tông tổ luôn quý cô bác. Và cái ý thứ hai bữa nay con muốn trình bày đến cô bác anh chị em mình, đức thầy cho biết là giết cho sạch những loại sâu,
Một là giết cho sạch những loài sâu, cái thứ hai là bọ giống hại người lúc bỏ gãy trồng thì huệ tâm khai ngữ chuyển quyền thông. Bữa nay con thấy đó là sâu nó ăn thì ít, mà bữa nay bọ mà nó cắn là nhiều. Con sâu đó là nó ăn hồi lúc cái cây của mình nó còn nhỏ, phải không? Còn con bọ đó nó đợi tới cái lúc mà lúa gần đổ đuôi bông cái đó, lúc đó nó mới cắn. Không phải nó cắn không mà nó còn lót ổ dưới đít nó ngồi nữa chứ. Cô bác mình thấy không? Chuột người ta không sợ mà người ta sợ mấy con bọ không à. Dòng chuột nó cắn nhiều nó ăn nhiều, còn bọ đó nó cắn nó bỏ và mà nó còn lót ổ của nó nữa. Cái đó mới nguy chứ. Vậy thì bây giờ đó cái tuổi trẻ đó mà nó bị ngã gớt xa nhã với dòng đời đó, cái đó nó ít có tiếc, nó ít có uổng bằng cô bác anh chị em mình đã tu 20 năm, 30 năm, giờ này sắp sửa ngày kết quả rồi đó mà bị mấy bọ nó cổng nó chạy cái là chết luôn. Cái cây cây bưởi, cây quýt, cây ổi hay cây cam gì đó mà cái cây nó mới trồng đó mà lỡ nó có chết cô bác anh chị em mình đó là đỡ tiếc, bởi vì mình ít có tốn công trồng tỉa phân thuốc và săn sóc ở trong đó. Còn mình trồng đã 3 năm rồi, 4 năm rồi, sắp sửa để trái rồi mà lỡ nó bị sâu ở trong nó đục ra hay nó ăn làm chết cành chết cây, cô bác anh chị em mình thấy tiếc không? Tiếc không quý cô bác? Tiếc. Ai coi qua xin đừng bỏ lãng, gắn công trình dạch lá điện sông. Cho nên là mà lúc mình mới tu đó là mình sợ mấy con sâu, nhưng mà khi tu lâu đó phải sợ mấy con bọ mới được. Bữa nay con trình bày hai cái con sâu với con bọ này cho cô bác anh chị em mình nghe nha. Bởi vì ở bên con thấy đó có dài đó, chú bác lớn tuổi đó quý cô bác, sắp sửa đến cái ngày kết quả rồi mà bị bọ nó tổng chạy nhiều quá. Bữa nay đó con trình bày cái này, cô bác anh chị em mình cứ gắng giữ gìn sao cho đến cái ngày mà kết cục, cho đến cái ngày kết thúc. Cho nên thầy mới nói một câu gãi gọn đơn giản thôi: có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Hôm rồi đó con đi xuống trực tổ cháu á, ở dưới thơ á, lúc đó đó có đứa em này nó mới vừa đậu bác sĩ, học 6 năm ra làm bác sĩ, mà bác sĩ mới ra trường. Tới chừng xuống nó hỏi con, nó hỏi chú Bảy, chú được mấy đứa cháu rồi? Tôi quay qua tôi nói, con nghĩ sao mà con thấy nó chú Bảy được mấy đứa cháu? Nói tôi thấy cái lưng ông móc thích cái đầu chôm bơm chắc mấy đứa hả? Nói con lầm chết con ơi, tại lo công tác từ thiện xã hội nó vậy đó. Chứ chú Bảy đó hồi nào giờ sống độc thân chưa có gia đình con. Rồi con là sao? Nó dạ con mới vừa đậu cái bằng bác sĩ. Hỏi chứ con học sao mà ra bác sĩ hay ở mới có tuổi trẻ gì mà ra bác sĩ? Nó dạ con học 12 năm. 12 năm đó là trong cái chương trình đó, đại học xong rồi con ra phải học 6 năm nữa là con được cấp cái bằng. Nói ngày nay con được làm bác sĩ. Nói dạ làm bác sĩ rồi ơi là chú Bảy, nhưng mà bây giờ con đã có cái bằng rồi, còn chú bây giờ làm gì? Tôi nói chú cũng sĩ nữa con, mà chú bây giờ là tu sĩ hay là cư sĩ? Nếu nói về giáo lý của Đức Thầy, bàn xét như trên thấy toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ. Chữ cư đó, chữ cư là ở, phải không? Chữ cư là ở nhà, ở tại gia. Còn chữ sĩ là học, mình đang trên bước đường ở tại gia mà tu học theo giáo lý của Đức Thầy, gọi là tại gia cư sĩ, học Phật tu nhân. Lúc đó tôi mới qua trình bày nó xong rồi, nó nói vậy bây giờ đó chú là tu sĩ mà chú có bằng chưa chú Bảy? Tôi qua cái tôi nói tôi chú Bảy tu năm nay nữa mà mấy chục năm rồi mà chưa có cái bằng con. Nó ủa sao dở ra con học mới có 6 năm có cái bằng rồi, là bác sĩ rồi, mà bây giờ chú tu năm nay 30-40 năm rồi mà chưa có cái bằng là sao? Tôi nói cái bằng mà bằng cư sĩ với tu sĩ đến cái ngày nhắm mắt nó mới có cái bằng con ơi. Hỏi cái bằng đó gì? Nói là cái đó là cái bằng lòng của anh em đồng đạo, người ta xác nhận cho mình, phải không? Còn một ngày nữa mà mình thành lòi sĩ cho chết luôn đó. Còn một ngày nữa thôi, cô bác anh chị em mình thấy đó, chiến sĩ mà đi ra ngoài chiến trận đó mà 3 năm đó, mà tới 2 năm đó quý cô bác anh chị em mình, 2 năm 11 tháng với 29 ngày rồi đó, còn một ngày nữa thôi.
mà đi ra trận mà lỡ chết cái rồi lúc đó đâu có phải còn gọi là chiến sĩ nữa mà thành liệt sĩ rồi. Cho nên chừng nào mà chú Bảy nhắm mắt đó, chú Bảy mới có cái bằng cư sĩ hay gọi là tu sĩ con. Con học ở ngoài trường đời là 6 năm có bằng, còn chú Bảy bây giờ đến cái ngày chú Bảy nhắm mắt đó, lúc đó mới chắc ăn, lúc đó mới kết quả, chứ còn sống trong tổ đời này chưa chắc đâu có. Tôi nói vậy cái tu nó khó hơn đời quá hả chú? Tôi nói nếu tu mà không khó hơn đời đó là người ta tu thành Phật nhiều lắm rồi con. Phải không? Con học bác sĩ nè, con ra chích người ta mũi lấy 50 ngàn, 70 ngàn đây nè, mà con còn phải học 12 năm ở ngoài trường đời, rồi cộng vào đó là phải làm sao? 6 năm nữa học đại học nữa là mới lại làm bác sĩ. Phải không? Còn này mình tu thành Phật đó mà đâu phải là chuyện dễ dàng đâu. Đường bạch ngọc đâu hề suôn sẻ, đến niết bàn không lẽ thẳng ngay, đã đành trăm đắng ngàn cay, nếu không thử thách rồi biết ai mà trọn nguyện. Nó còn thử thách hoài đến cái ngày mà mình nhắm mắt thôi. Đôi khi làm phước làm nhân lại gặp nghịch cảnh hoạt cơn quán thù nữa, ấy là nghiệp trước chưa bù, kiếp này phải trả người tu chớ phiền. Đôi khi Phật thử người hiền cũng không chừng. Đôi khi mình làm những cái việc phước thiện mà nó gặp những cái chuyện nghịch lòng trái ý, nó đem đến những cho mình cứu vật vật trả ơn, còn cứu nhân nhân nó trả quán không. Mình lo cho nó đủ thứ cho hồi lúc nó tu không có đồ ăn, đem tàu hủ lợi cho ăn, phải không? Nhà không có, cất nhà cho ở, đường lỡ đắp cho đi, mà tới chừng mình quên nó một lần một thôi là nó chửi mình rồi đó quý cô bác anh chị em mình. Mà thôi kệ, thầy nói đó, phận tu hành tai gác mà gì nữa. Nếu mình tu mà được vậy ngon lắm. Phận tu hành tai gác mặt lề chịu cay đắng của người sanh sớt. Lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than rồi bận đến lòng ta. Vậy thì bây giờ đó thầy cũng đã từng đó làm đó là cay đắng mặt lì ở trong đó. Bởi đó đời ở thế gian đó, hễ cái người khôn quá thì người ta hại, cái người dại quá thì người ta đè. Mình sống sao nửa khôn nửa dại mới tồn tại dài lâu. Cách ăn 100% gì đó quý cô bác anh chị em mình. Cho nên hồi nãy ông Bảy ông trình bày đó, giàu khôn khéo cũng là giả dại, nếu tranh đương ác ta bị hại thêm xa cơ là bị xích xiềng. Vì đời nay chúng nó dụng tiền, ít ai dụng chữ nhân chữ nghĩa. Đó, vậy thì bây giờ ở đây cô bác anh chị em mình nếu bước ra đường mình va chạm với cảnh đời, dù khôn khéo cũng là giả dại dùm tôi cái. Còn bước vô ở trong cửa đạo rồi đó, mình làm ơn khôn dùm tôi cái chứ dại nữa tiêu luôn à. Ông ba ông nói đó, dạy đời khôn đạo mới khôn, khôn đời mà dạy đạo là tự chôn lấy mình. Cái việc đời mình không biết thì hay đó, còn việc đạo không biết là bỏ thay mà tiêu hồn luôn. Việc đời thì mình không tham gia thì phải, còn cái việc đạo công tác đạo đó mà ai làm gì làm là kể như mình không có phước gì, không có công đức gì hết, phải không? Vậy bây giờ mình phải năn nỉ thầy nó muốn, cho nên phải khuya sớm chuyên tận, lòng chí nguyện mới sở cầu Phật thánh, phải không? Vậy bây giờ ngày nay cô bác anh chị em mình ơi, cái tu đó bây giờ cô bác chúng ta đã phát tâm giác ngộ đó, tu năm nay 30 mấy năm rồi, bây giờ đường tu mình đã vững rồi. Nhưng mà đôi khi cô bác anh chị em mình đó, cha tu đó, chứ con nó đâu có tu đâu, phải không? Đôi khi vợ tu đó chứ ông chồng ông đâu có tu đâu, anh tu chứ em nó đâu có tu đâu, ông nội bà nội tu chứ mấy đứa cháu nội nó nói tối ngày ông chạy còng còng qua ông nội tôi á, nó đâu có chịu đâu, nó còn gặp nghịch cảnh ở trong đó rất là nhiều quý cô bác anh chị em mình, mà ngược dòng đời mới là nẻo đạo ở trong đó. Nghiệp chướng nó đủ thứ mà cô bác anh chị em mình, chứ đâu phải mà nó được thuận xuôi đâu. Thế gian đặng vợ là mất chồng, ít ai mà được phụng gồng sánh đôi đâu. Ít có khi nào gặp hoàn cảnh đó, vợ chồng mà hai người mà tu tinh tấn. Mà nếu có hoàn cảnh vợ chồng mà tu tinh tấn, cái ông chồng mất không thôi bà vợ ra đi, gặp cái cảnh tử biệt sanh ly, thế hai bên thuận duyên là kể như mất người, phải không? Còn nếu bây giờ đó hai bên mà ngon lành với nhau thì mặt lớn mặt nhỏ, mặt đỏ mặt xanh, mặt dùng mặt thẳng hoài. Bà vợ mà lúc đó bà tu ngon, bà đi chỗ này chỗ kia, cái ông chồng ông ghen, ông không cho đi. Mà ông chồng ông đi, cái bà vợ bà không cho, không chịu. Tối ngày ông đi, ông đóng hòm cho ông nội tôi hay làm gì? Tối ngày ông đi là cộng đồng, ông cầu nguyện cho người ta không à, mà ba tôi bệnh bển hổm gầy không thấy ông đi thăm. Nó làm nghịch cảnh nhiều cái gì đó quý cô bác anh chị em mình, phải không?
Cho nên ở đây nó còn nhiều cái mà cô bác chúng ta còn chướng ngại trong cuộc đời này rất nhiều, gọi là tu trong nghịch cảnh. Đó, vậy thì bây giờ đó, thưa quý cô bác anh chị em mình nha, bây giờ bữa nay đó mình tu ở trong gia đình rồi, mà đôi khi con nó không chịu tu đó, mà mình làm đâu đó mà không ngon lành đó, coi chừng mình không cảm hóa nó được. Chính kỷ dĩ dảo nhân di dạ thuận. Nếu mình mà đâu đó tâm mình chính đáng đó, mà mình dạy cho con cháu cái đó gọi là thuận. Thích kỷ dĩ dảo nhân di dạ nghịch. Cái đó mà mình còn vướng, nó còn mắc, nó còn dính, mà mình kêu con mình nó bỏ đó, bỏ không được quý cô bác anh chị em mình. Thầy nói tiên sử kỷ hậu lai, sử bỉ bắt lỗi người phải xét lỗi. Lỗi mình vậy phải là mới bực công bình nẻo chính trực trí người quân tử. Cho nên ở dưới tôi đó có dưới thuốc nốt quý cô bác có ông chú này. Ông ăn chay nè, cúng lại nè, niệm Phật nè, làm lành nè, cầu đường thuốc nam làm phước gì, ông nghe theo lời thầy làm hết các việc từ thiện. Rồi thêm cái nữa, ông có cái trí nhớ dài nữa, cho nên ông đi đầu này đầu kia, ông còn nói pháp giáo lý của Đức Thầy cho bà con ta phát tâm giác ngộ. Cho nên ông độ từ phương diện hạnh giáo, ý giáo, rồi khẩu giáo gì, ông đều độ người ta hết trơn. Nhưng mà có một điều đặc biệt đó, là ông còn vướng dắt chỉ con chút xíu thôi. Cô bác mình biết dính cái gì không? Hút thuốc. Uống rượu không có nè, á phiện không có nè, chơi bời theo đàn điếm không có nè, mà ngặt con cái là còn hút thuốc thôi. 9 năm kháng chiến khói lửa. Đó, thưa cho quý vị, lúc đó đó ổng đi nói đạo chỗ này chỗ kia, nhưng mà con ổng trong gia đình đó đó quý cô bác, nó không có phục, nó không có tu. Ban đêm nó là đi chơi bời không à quý cô bác anh chị em mình ơi, nghịch cảnh. Một bữa nọ đó, khi mà đêm đó nó đi chơi muốn sáng đêm nó về, ổng cúng xong rồi bắt đầu nó là ổng mới kêu nó lại đặng ổng gầy. Ông nói con à, không biết á, tại sao mà cái duyên con sao đâu, mà tại sao mà con âm trì địa ngục quá vậy. Con biết là cha đã ăn chay cúng lại, niệm Phật làm lành, bố thí, làm phước, đắp cầu, bồi lộ, kiếm thuốc nam đã 30-40 năm nay rồi, tao độ không biết là bao nhiêu người ở bên ngoài quy y bước vào cửa đảo, mà nguyên nhân nào bộ mày á là mà âm trì địa ngục hay sao mà tao đổ ngoài, mà tao đổ mày đổ không được. Nó quay qua nó dòm dòm ổng cái, nó nói ông ơi, ông đổ tôi không được là tại vì ông thiếu đức quá. Ông mới quay qua ông nói tao làm hết các việc từ thiện, cái việc nào tao cũng làm, mà mày nói tao thiếu đức làm sao. Nói vậy chứ tôi thấy ông thức lạng điếu, thức lạng điếu à. Bữa nào ông thức gì ông cũng cặp cái điếu thuốc hết trơn, mà ông thiếu đức sao được. Cái việc gì, cái việc lớn mà ông còn bỏ được. Cái việc ăn đó là cái việc ăn là việc khó nhất, cái việc ngủ là việc khó nhất, phải không? Cái việc ăn là việc khó nhất. Đời con người ta là có cái ăn với cái ngủ, mà bây giờ ông quán phát tâm ông ăn chay được rồi là tôi thấy ông ngon rồi đó. Ông bỏ ngủ được đó là muốn cho nên khuya sớm chuyên cần, là ông thức khuya dậy sớm, ông cúng lại, ông niệm Phật, rồi kệ kinh tụng niệm đêm thanh ấy là châu ngọc để dành ngày sau rồi đó. Nhưng mà bây giờ đó, nó từ từ nó bào mòn hết trơn à. Ông có báo mà không dành của báo. Hỏi nguyên nhân nào có báo mà không dành của báo. Vậy chứ bây giờ ông ăn chay, ông cúng lại, ông niệm Phật, ông làm lành, phải không? Ông giữ giới là ông tích tạo cái phước duyên công đức. Mà hàng ngày đó ông xả giới đó, ông cứ hút thuốc hút men hoài, rồi người ta nhìn vô đó người ta đánh giá cái đó có phải ông mất phước lần lần không. Hỏi sao hả? Cái mặt mà nó đẹp hết trơn toàn bộ, mà có cái lỗ mũi xẹp không là nó làm giảm giá trị cái mặt của ông à. Không mà cô bác anh em mình đồng ý với con không? Da trắng nè, da trắng nè, cặp mắt long lanh nè, răng thì đều nè, miệng trái tim nè, phải không? Đẹp hết toàn bộ mà có cái lỗ mũi xẹp không hà là nó làm giảm giá trị cái mặt của mình. Ông làm cái gì cũng ngon lạnh chân á, mà ngặt con cái có điếu thuốc mà ông bỏ không được thôi. Thuốc lá cho là việc tiểu ti sao còn đeo níu nó mà chi, đói cơm khát nước là điều thiết, chứ nhã khối phun mây có ích gì. Ông tu 40 năm nữa ông cũng không thành Phật nữa. Hỏi vậy chứ tao tu không thành Phật thành cái gì? Nó quay quá nó không thành ông địa chứ không Phật cái gì. Nó làm thẳng ông, nó nói ông tu nữa không thành ông địa chứ không Phật cái gì. Hỏi sao thành ông địa? Nó ông Phật nào có ông Phật nào hút thuốc không? Tôi thấy ở mấy quán cà phê có mấy ông địa mới hút thuốc không?
Vậy bây giờ đó, trong đoàn của mình nó gán cố gắng tu sao thành ông Phật, chứ đừng có ké ngay chân mấy cái bờ chuối đồ này kia cái thành ông địa cái chết luôn rồi nghe. Ở bên tôi đó có ông chú này, ông tám mấy tuổi rồi quý cô bác, mà ông thề đã đời, ta nói ông thề bỏ thuốc đã đời, nhưng mà cái trí hiểu biết không thắng được lòng dục vọng. Thấy mà ông chạy xe đạp, mà ông chạy với người ta đã đời, ông chạy hơi một cái bắt đầu ông kêu mấy ông chạy trước đi, tôi già để tôi chạy làm sao. Ai về ông tắp vô mấy cái đám chùm bọng hút thuốc xong á. Bữa nọ tới chừng mà ông ghé lại chiếc xe của ông chạy lâu quá rồi, cái bắt đầu cái dây sên nó giãn nó dài quá, chạy vuột dây sên hoài à. Ông mới ghé thằng cháu sớm, ông nói làm sao, đâu mày coi nè, mày chỉnh chiếc xe tao lại coi mày. Nó biết ổng là cái tay chuyên hút thuốc, nó quay qua nó nói á, cái chiếc xe ông bị lỏng bạc ông ngu. Trời ơi, tao xe mà xe đạp mà lỏng bạc mày. Nói tôi thấy ông chạy bữa nào cũng thấy xe thịt khối đen hơn trước hết trơn. Dòng chạy tới đâu là hai cái lỗ mũi nó thịt khối đen ra sao mà không. Cho nên xe ông bị lỏng bạc ông. Trời ơi, tao chạy xe đạp mà có máy động cơ đâu mà lỏng bạc. Nói vậy cho tôi thấy ông chạy lúc nào cũng có khối giọt giọt ra ơn sao. Bởi vậy đó, ông chạy không khi nào chạy trước người ta, cho nên dòng máy yếu nó mới lỏng bạc, nó mới ra khối kiểu đó đâu mà. Nó tổ cha mày chứ lỏng bạc. Do đó đó mà từ đó sao ông thầy cũng bỏ luôn. Cô bác anh chị em mình thấy đó, nội nó dính chút xíu thôi. Cái cặp mắt của mình nó nhìn xa trông rộng, mình nhìn mọi thứ cảnh vật ở trên đời, mà cô bác mình thấy chỉ cần một hạt cát nhỏ thôi cô bác, phải không? Nếu một hạt cát nhỏ mà nó vô tình nó vô con mắt mình một cái rồi là kể như không còn thấy cái gì nữa hết. Đặc biệt lắm cô bác, con diều mà nó bay lên tới trận trời cao trên trển á, mà chỉ cần cái sợi dây nhỏ mà ta cắt nhẹ cái là kể như rầu, phải không? Chỉ còn một sợi dây nhỏ thôi là người ta nắm người ta gịch lại được rồi quý cô bác anh chị em. Cho nên cái người tu làm sao cần nhất là sự giữ giới lực hàng ngày. Cho nên mình tu giữ giới lực đâu đó cho nó ngon lành rồi đó, là tất cả các những cái gì thâm nhiễm trong cuộc đời này nó không có còn vướng mắc. Mà không còn vướng mắc rồi là lúc đó rồi đó là sao? Định thần, lúc đó mới dẹp hết tà tâm rồi mới quờn lai bổn tánh, tức là trở lại với cái tánh lành, với cái tánh xưa, với cái tánh thiện. Mà thầy nói người mới thành tánh thiện trời trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu đó che mờ thiện tánh. Bây giờ sau khi hòa nhiễm với cảnh đời rồi, nếu nó bị bụi trần nó bám rồi đó, mình nhờ giáo lý của Đức Thầy mà thầy nó ngọc nhờ lao ngọc mới. Chính xác, ngọc nhờ lao ngọc mới rạng ngời, còn kim mà mài giữa kim kia thì kim kia mới bén chứ, phải không? Không mài, không giũa, rồi không có lao, không chùi gì trơn là cái như rậu rồi. Chí hiền tâm đức chùi lao ra công lộc kỹ mới thị tháo, thao ra vàng. Vậy bây giờ đó, hồi nãy đó, ông Bảy Siêu ông trình bày cô bác anh chị em mình nghe ông ta chỉ dốc tầm đài nguyện kiến cho Dương Trần gọi chuyện sai lầm. Minh kính là khả dĩ sát hình, còn dạng cổ là khả dĩ tri kim. Gương kiến là để soi hình, chuyện xưa là để cho mình xét nay đó. Nữ vô minh kính bất tri diện thượng tinh thô, còn nam vô lương hữu bất tri hành bộ khi du. Cái người nữ đó không có tấm kiến, không biết mình dơ sạch, mặt mình dơ sạch. Người nam không có bạn lành, không biết mình tiến hay lùi. Học như nghịch thủy hành tru, bất tiến tất thối. Mình đừng có nói mình cấm xào trì trí trong một bề lo tu. Nếu mình tu đó không tiến là mình thối rồi đó cô bác anh chị em mình. Nước đó nếu không lớn là rồng, còn nước nó có đứng lại nó cũng đứng chút xíu à. Mình nói mình cấm xào trì trí một bề lo tu đó, cấm xào đó cấm không được bao lâu trơn á. Một là đi nước ngược, hai là thả xuôi, theo hai con đường đó mà thôi. Vậy bây giờ cô bác anh chị em mình gắng cố gắng xét kỹ đặng mà càng ngày mình càng tu, ngày nó càng tiến tới. Phải tu sao? Tu tinh tấn, tu tiến tới, chứ đừng có thời gian rồi tu từ từ rồi tu thối tâm, phải không? Thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây đó cô bác anh chị em mình đã tu vững chắc rồi, mình để lại năm điều này cho con cháu nè cô bác. Cái thứ nhất, cô bác chúng ta gắng cố gắng thành tâm niệm Phật và cầu nguyện. Bây giờ con nó ra đời làm con của mình, nhưng biết đâu đó là cái nghiệp chướng nó lên nó đòi nợ rồi sao. Bây giờ cha mẹ tu đó mà nó không chịu tu đó, mỗi lần buổi chiều mà cha mẹ đó cúng xong sửa soạn ngồi niệm Phật đó, nó phình phình hoài.
phải không? Rồi bên đây cha mẹ bắt giảng mà bên kia nó cứ con đường xưa em đi, người ta kéo dây chì hoài là chết luôn. Nội nhiêu đó không là động tâm rồi. Rồi mình đang cúng đây mà nó cứ xí và la sầm ầm ầm sấm la xì ì ì hoài là chết luôn. Cái đó là cái mà nó ngặt đời nhất trong cuộc đời hành đạo của mình. Nó làm cho mình động tâm đây nè, phải không? Cái đó là quỷ ma hay phá rối gì đó, quỷ ma hay phá rối người tu đạo đức trừ nhu ráng chí hành, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Cho nên nó còn đôi khi nếu ra đời đó mà nó nghe theo lời cha mẹ phát tâm giác ngộ lo tu, đó gọi là thuận duyên. Cái đó nó lên đó là kể như là nó trả nợ đó cô bác. Còn nó lên rồi đó cha mẹ nói cái gì nó đi ngược không đó, cái đó gọi là gì? Đòi nợ. Cái đó gọi là nghịch duyên, phải không? Vậy thì bây giờ đó cô bác anh chị em mình ơi, cái thứ nhất cô bác chúng ta gắng cố gắng làm sao niệm Phật để mình có đầy đủ đức độ mình cảm hóa cho con. Cái thứ hai, nếu bây giờ mình không có đầy đủ đức độ cảm hóa, mình thành tâm mình cầu nguyện. Có một số quý vị mình hỏi tôi hoài à, ông Bảy Thiện, ông Bảy Thiện, chồng của tôi bây giờ ông uống rượu nhậu nhẹt quá. Mới hồi hôm này đây có ông cô này ở dưới, ở dưới mà ngã năm, ở dưới ngã năm ở dưới Hậu Giang dưới, gọi điện lên tôi nói chú Bảy à, chú Bảy, bây giờ con có cái điều này mà thắc mắc, con ăn chay lâu quá rồi mà bây giờ cha con thì còn ăn mặn, mà từ hôm đó nay con nghe theo lời chú đó, con chỉ mua cá chết cho cha con ăn không à, mà bây giờ đó cá chết ông nói ngăn ông ngán quá, bây giờ ông ăn cá có máu ông mới chịu. Phải ăn cá sống chứ bây giờ ăn cá chết hoài ông ngán không chịu ăn rồi, bây giờ chú tính sao ơi chú Bảy? Bây giờ con có nên mần cho cha con ăn hay là không, mà phải làm cách nào để uyển chuyển? Chứ cha con thì ông hiền lắm mà ngặt con cái ông ăn chay không có được thôi. Cha ít nói như thương con nhiều lắm, còn mẹ âm thầm vất vả hy sinh. Ngày sau con lập gia đình có con mới biết được ân tình của mẹ cha. Tôi nói ơn thứ chín kể ra thảm thiết vì nuôi con mà tạo nghiệp chẳng lành. Ngày xưa cha mẹ vì con mà tạo những cái nghiệp bất lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau. Thì ngày nay cha mình đã tạo cái nghiệp rồi, ngày nay bổn phận làm con, nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái nhân đạo, ta phải ráng tìm cách khuyên lơ ngăn cản, phải không mấy cô? Vậy thì bây giờ đó, trong cái thập nhị tứ hiếu của Đức Phật ngày xưa, của mà Đức Thánh ngày xưa của Khổng Tử, ở trong đó đó, nếu mình sát sanh đó lo cho cha mẹ ăn, đó là tròn về cái nhân đạo thôi. Còn nói về Phật đạo đó, nếu cô bác chúng ta còn sát sanh hại mạng mà giết muôn loài vạn vật mà cho cha mẹ ăn, đó gọi là cộng nghiệp. Cho nên cô bác anh chị em mình thấy không, Đức Thầy nhắc nhở về những tấm gương hiếu thảo có chỗ nào nó sát sanh không cô bác? Nhắc năm gia tỉnh triều Minh, nàng kiều gì hiếu bán mình chuộc cha, tuy là lưu lạc bôn ba đến khi mãn hạn bạn xưa cũng nhìn. Rồi bên kia Mạnh Tông xưa cũng khóc, khóc mang đất khô nảy mục mới rõ lòng hiếu nhi. Vậy bây giờ đó cha mẹ đó lỡ có ăn mặn ăn chay không được, mình phải gắng cố gắng con quyển chuyện. Bây giờ cha mẹ bây giờ nói ăn cá chết không được, bây giờ đó con mua thịt người ta mần sẵn, hay hoặc giả là heo người ta mần sẵn hay cái gì đó, con chuyển đổi qua rồi khuyến tấn cha mẹ thôi. Chứ nếu mà con mà còn sát sanh là cộng nghiệp, nói vợ con biết mà ngặt bây giờ đó, nó ngặt đời cái là ông đòi ăn cá không à, mà cá sống ông mới chịu, cái nghiệp gì dữ gì không? Thưa quý vị, vậy thì bây giờ đó, nếu cha mẹ cũng vậy, có con mà nó không đi vào con đường lành, mình đổ nó không đổ, bây giờ mình cầu nguyện. Hôm nay ví dụ như có đứa con mà nó không hoài đầu hướng thiện vào con đường Phật Pháp, nó không chịu phát tâm quy y Tam Bảo, mình cảm thấy mình chưa đầy đủ đức độ, mình cầu nguyện. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Thập Phương Tăng, Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi, Cụ Quyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ quá giảng, làm ơn gia hộ độ cho con của tôi, nó tên họ gì đó, nhiêu tuổi, cho nó quầy đầu hướng thiện vì con đường Phật Pháp lo tu. Cái đó là mình tự lực không nổi, mình cầu tha lực. Cũng như bây giờ mình có đứa con mình giáo quá nó không được, đem nó vô trại cải tạo, vô đó rồi bắt đầu nó hưởng tỷ lực sắc đó cô bác anh chị em mình, phải không? Phát tâm nó quy chứ có gì đâu ạ. Cho nên lúc đó nó gặp một hai cái tai nạn rồi đó, nhân vô quả quản bất hồi đầu.
cho nó trận đau, cho nó trận bệnh, cho nó trận ốm, cho nó xảy ra tai nạn, rồi lúc đó là nó hoài đầu hướng thiện liền. Bảo đảm phải không? Vậy thì bây giờ cái thứ nhất mình niệm Phật cảm hóa, cái thứ hai thành tâm mình cầu nguyện. Đó là cái cách thứ nhất. Bây giờ qua cái cách thứ hai, cô bác anh chị em mình nên làm công tác lành rồi mình hồi hướng cho nó. Con mình hồi nào giờ nó không có tạo cái phước, thì ngày nay cha mẹ làm có phước hồi hướng cho nó. Hồi hướng được không cô bác? Được. Cũng như bây giờ con mình mà nó làm ăn dở quá, cha mẹ làm có tiền có của giúp vốn cho nó, chỉ cái cách cho nó làm ăn. Hồi nào giờ con không có tạo cái phước, mà Đức Thánh Ngài nói nghe, thiếu phước cuộc sống cơ hàng, đủ phước cuộc sống mới giàu sang mà đủ đầy nữa. Con người mà có cái phước rồi nó lướt đi tất cả các cái tai họa. Cho nên phước là tài sản vô hình, ta nên năng giữ năng gìn. Bạn ơi, cuộc đời như chiếc lá rơi, nay còn mai rụng đổi thay khôn lường. Một khi đối mặt vô thường, phước kia dẫn đến con đường Tây Phương. Còn như mắt tội trần dương thì là xuống gặp Diêm Vương bạn à. Âm ti khổ não hằng hà, khỏi nói bạn cũng biết mà phải không? Phải nên bồi đức lập công, ăn chay niệm Phật để rõ lòng hiền nhân. Cho nên bây giờ mình gắng ăn chay, mình lo mình niệm Phật, và đồng thời đó mình gắng cố gắng làm được cái phước duyên hồi hướng cho con của mình. Một là niệm Phật, hai là cầu nguyện, ba là mình là ăn chay đó, niệm Phật và cầu nguyện là một. Cái thứ nhất ăn chay niệm Phật là một. Cái thứ hai là hồi hướng cái phước duyên của mình làm cho con mình nó được hưởng cái phước. Quý cô bác anh chị em mình nó không tạo được cái phước thì mình gắng niệm Phật đặng có phước mình hồi hướng. Hỏi sao niệm Phật có phước? Có. Đức Thầy nói trần gian khói lửa với đao binh, chư Phật sớm bài phép hiển linh, cứu khổ nam mô vô lượng phước, diệt nàng tu rị hữu thiên kinh. Vậy thì bây giờ nếu mà ngày xưa đó mình còn cầm dao chặt thuốc để tạo phước, phải không? Còn làm cầu đường để tạo phước, còn kiếm thuốc nam để tạo phước, còn lợi đằng đẵng dò thuốc là để tạo phước. Ngày nay mình không có lợi đó được, mình cầm sâu chuỗi tạo phước, cầm cây nhang để cô bác chúng ta hai thời công phu lễ bái tạo phước, dùng cái miệng của mình để tạo thành cái phước. Miệng mình tạo phước được không? Được. Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có, thấy không? Phước dư mà còn phước thừa nó là do cái miệng của mình đây. Bởi nói tới đây tôi mới nhớ hồi nãy vụ ông Bảy Siêu ông nói, ông nói thầy nói ta chỉ dốc tầm đài Nguyễn Kiến cho Dương Trần gọi chuyện sai lầm. Mình lấy cái đài Nguyễn Kiến để mình soi mình mà mình không soi, mà đa số soi người ta không à, phải không? Chứ phải kiến mà mình soi mình thì ngon, mà ngặt cái mình cầm cái kiến của mình soi người ta không. Thầy nói chuyện người chứ gì nữa, chuyện người chứ khá móc môi, phải treo cái gương, gương thiện mà soi, soi lấy mình mà soi mình không chịu soi soi người ta không à.